Nhật Hạ xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh của công ty luật CIS. Ngày 3 tháng 10, Bộ Y tế xác nhận nước ta đã có ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên và ngay lập tức đã có công văn khẩn số 5470 gửi cho Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tăng cường phòng chống bệnh đậu mùa khỉ. Bộ Y tế cho biết, từ tháng 5 năm 2022 đến nay, dịch bệnh đậu mùa khỉ đã gia tăng liên tục cả về số ca mắc và số quốc gia, vùng lãnh thổ ghi nhận ca bệnh. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã công bố dịch bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng. Theo thống kê thì đến ngày 26 tháng 9 năm 2022, thế giới đã ghi nhận 64.561 trường hợp mắc bệnh và đã có 105 nước có ca bệnh. Đã có nhiều người lo lắng sẽ xảy ra cơn lốc lây lan giống đại dịch Covid-19 với căn bệnh đậu mùa khỉ này và đặt ra các câu hỏi như: lỡ bị đậu mùa khỉ thì có bắt buộc phải đi cách ly hay không? Bị đậu mùa khỉ thì chi phí điều trị có được hỗ trợ hoặc miễn giảm hay không? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi giải đáp trong video này. Theo luật phòng chống bệnh truyền nhiễm thì cách ly y tế là việc tách riêng người mắc bệnh truyền nhiễm, người bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm, người mang mầm bệnh truyền nhiễm hoặc vật có khả năng mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm nhằm hạn chế sự lây truyền bệnh. Người mắc bệnh dịch, người bị nghi ngờ mắc bệnh dịch, người mang mầm bệnh dịch, người tiếp xúc với tác nhân gây bệnh dịch thuộc nhóm A và một số bệnh thuộc nhóm B, theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế thì phải được cách ly. Hình thức cách ly là cách ly tại nhà, tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc các cơ sở địa điểm khác. Trong thông báo số 1022 ngày 2 tháng 8 năm 2022 của Bộ Y tế thì Cục Y tế Dự phòng sẽ có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất xếp loại bệnh đậu mùa khỉ trong danh mục bệnh truyền nhiễm với nhóm bệnh phù hợp, và đến thời điểm ra video này thì vẫn chưa có quyết định chính thức của Bộ Y tế đưa bệnh đậu mùa khỉ vào danh sách bệnh truyền nhiễm nhóm nào, nên chưa có cơ sở để xác định bệnh đậu mùa khỉ là bệnh truyền nhiễm nhóm A hay nhóm B. Tuy nhiên, trong quyết định số 2265 của Bộ Y tế hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng chống bệnh đậu mùa khỉ thì đối với trường hợp bệnh đã xác định hoặc trường hợp bệnh nghi ngờ chưa có kết quả xét nghiệm thì cần thực hiện cách ly, điều trị tại cơ sở y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đối với người tiếp xúc gần thì sẽ tự theo dõi sức khỏe trong vòng 21 ngày kể từ ngày tiếp xúc cuối cùng nếu xuất hiện các triệu chứng phát ban, nhức đầu, sốt, ớn lạnh, đau họng, khó chịu, mệt mỏi và nổi hạch thì sẽ cần hạn chế tiếp xúc với người khác và thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được chuẩn đoán, lấy mẫu xét nghiệm và điều trị cách ly kịp thời. Như vậy, bị đậu mùa khỉ thì sẽ được khuyến cáo cách ly và điều trị tại cơ sở y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Điều này hoàn toàn phù hợp vì bệnh đậu mùa khỉ vẫn là bệnh truyền nhiễm có khả năng lây truyền nhanh và vẫn có tỷ lệ tử vong nhất định. Theo WHO, tỷ lệ tử vong khi mắc bệnh là từ 0 đến 11% và tỷ lệ tử vong cao hơn đối với trẻ nhỏ. Theo khoản 2 điều 48 luật phòng chống bệnh truyền nhiễm thì người mắc bệnh dịch thuộc nhóm A sẽ được khám và điều trị miễn phí. Như Nhật Hạ vừa trình bày, tại thời điểm đăng video này, bệnh đậu mùa khỉ vẫn chưa được liệt kê vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm A hay nhóm B. Vậy, nếu bệnh đậu mùa khỉ được xếp vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm A thì bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ được miễn chi phí khám và điều trị bệnh. Ngược lại, nếu bệnh đậu mùa khỉ không thuộc bệnh truyền nhiễm nhóm A thì không được miễn chi phí khám và điều trị bệnh. Như vậy, để trả lời cho câu hỏi khi bị bệnh đậu mùa khỉ có được miễn phí khám chữa bệnh hay không thì chúng ta cần phải chờ thông tin chính thức từ các cơ quan chuyên môn để phân loại được bệnh đậu mùa khỉ thuộc danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm nào. Khi đó mới xác định được bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ có được miễn chi phí khám chữa bệnh hay không. Trong bối cảnh nước ta đang phải đối mặt với một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như Covid-19, sốt xuất huyết, thì việc chủ động kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh đậu mùa khỉ với tinh thần và giải pháp sớm một bước, cao hơn một mức không để xảy ra dịch chồng dịch, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người dân là việc làm hết sức quan trọng và có ý nghĩa. Video đến đây là hết. Nếu thấy video hữu ích, quý vị và các bạn hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ video giải đáp pháp lý tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong video sau.